Giải chi tiết đề viết dự đoán IELTS Pro chủ đề về sức khỏe. Đề dự đoán cho quý 2 năm 2023. Đề bài cụ thể như sau, các chuyên gia sức khỏe khẳng định rằng đi bộ là cách tập luyện tốt nhất. Tuy nhiên, chúng ta đang đi bộ ngày càng ít hơn mỗi ngày. Nguyên nhân của việc này là gì và có giải pháp nào cho việc này không? Hãy cùng đi vào các bước giải đề chi tiết như sau. Phân tích đề, tìm ý, lập dàn ý chi tiết, bài viết tham khảo, phân tích bài viết. Trước hết trong phần phân tích đề, chúng ta đi xác định 3 yếu tố sau, chủ đề của bài, câu hỏi cụ thể là gì, và cuối cùng là đối tượng của bài viết. Đề bài này yêu cầu chúng ta viết về việc đi bộ. Đề bài có 2 câu hỏi. 1. Nguyên nhân nào gây ra việc con người ngày càng ít đi bộ? 2. Giải pháp nào có thể được thực hiện? Đối tượng của bài viết là con người nói chung. Trước khi đi vào phần sau, chúng ta cùng tham khảo các cách diễn đạt đồng nghĩa với các cụm từ khóa trong bài. Hãy tham khảo kỹ phần này trước khi đến với phần dàn ý chi tiết ở sau nhé. Đối với dạng bài nguyên nhân và giải pháp này thì cách triển khai bài rất đơn giản. Đoạn văn thân bài số 1 chúng ta sẽ đưa ra các nguyên nhân của vấn đề. Đoạn văn thân bài số 2 trình bày các giải pháp. Các lưu ý đối với dạng này như sau. Lưu ý 1, chỉ nên chọn 2 hoặc 3 nguyên nhân và chọn 2 hoặc 3 giải pháp để phân tích sâu. Tránh việc chỉ liệt kê các giải pháp hoặc liệt kê các nguyên nhân mà không phân tích gì tới nguyên nhân hay giải pháp đó. Lưu ý 2, để phân tích nguyên nhân, chúng ta có thể đưa ra nhiều ý bổ trợ khác nhau. Tuy nhiên chúng ta nên có các ý bổ sung như sau. 1. Giải thích về nguyên nhân, để đưa ra giải thích mọi người trả lời cho mình câu hỏi như thế nào, how và câu hỏi cái gì, what. Đưa ra ý giải thích tức là chúng ta trả lời, như thế nào là ngồi nhiều, cái gì, việc gì, khiến chúng ta ngồi nhiều. 2. Ví dụ, đưa ra những hoạt động cụ thể khiến chúng ta ngồi nhiều, ví dụ làm việc văn phòng 8 tiếng, ngồi xem TV, ngồi chơi điện tử. 3. Hệ quả, đưa ra hệ quả của nguyên nhân đó, ví dụ ngồi nhiều thì gây ra hệ quả gì. Một hậu quả đương nhiên là giảm thời gian dành cho các hoạt động thể chất như đi bộ. Bạn hãy tự đặt ra các câu hỏi, như thế nào, cái gì, hậu quả ra sao. Và đưa ra câu trả lời cho các câu hỏi trên tức là chúng ta đã có được các ý bổ sung có liên quan chặt chẽ tới luận điểm. Lưu ý 3, khi phân tích về giải pháp, chúng ta cũng đưa ra khoảng 2 hoặc 3 giải pháp cho vấn đề và đi sâu phân tích giải pháp. Để phân tích giải pháp, bạn nên đưa ra các ý bổ trợ sau. 1. Giải thích, tức là nói giải pháp này được thực hiện như thế nào, cần thực hiện hoạt động gì để triển khai giải pháp, ai thực hiện, hướng tới đối tượng nào. 2. Ví dụ, đưa ra cụ thể các hoạt động của giải pháp, hoặc một trường hợp điển hình, một địa điểm, một trường hợp nơi giải pháp đã được áp dụng. 3. Kết quả, hãy cho biết khi thực hiện giải pháp thì sẽ có kết quả gì. Lưu ý 4, cần có sự liên hệ giữa nguyên nhân và giải pháp. Tức là khi đưa ra một nguyên nhân thì nên đưa ra giải pháp để giải quyết nguyên nhân đó. Không nên đưa ra nguyên nhân một đằng rồi giải pháp một nẻo. Ví dụ khi đưa ra nguyên nhân của việc ít đi bộ đó là do không có hạ tầng giao thông phù hợp để khuyến khích người dân đi bộ, thì chúng ta nên có giải pháp tương ứng, đó là xây dựng các hạ tầng như vỉa hè, khuôn viên, công viên, đường chạy bộ vân vân để khuyến khích người dân đi bộ nhiều hơn. Chúng ta cùng phân tích dàn ý chi tiết cho đề bài này như dưới đây. Trong phần mở bài, chúng ta cần đưa ra vấn đề mà bài yêu cầu viết và đưa ra hướng triển khai của bài viết là sẽ thảo luận về nguyên nhân và giải pháp cho vấn đề này. Phần thân bài, chúng ta nên viết 2 hoặc 3 nguyên nhân để tránh bài quá dài. Ở đây chúng ta có 3 nguyên nhân. 1. Lối sống ngồi nhiều. 2. Thiếu hạ tầng. 3. Giao thông hiện đại. Với mỗi nguyên nhân, chúng ta hãy làm rõ nguyên nhân đó bằng cách đưa ra giải thích cụ thể cho nó. 1. Lối sống ngồi nhiều. Tức là người ta ngồi nhiều giờ để làm việc, để giải trí. 2. Thiếu hạ tầng. Tức là không có đường đi bộ, không có vỉa hè, vân vân. 3. Giao thông hiện đại. Tức là việc người dân có nhiều lựa chọn về phương tiện giao thông cá nhân và công cộng nên họ không đi bộ nữa. Sau mỗi phần giải thích, bạn đưa ra ví dụ luôn hoặc đưa ra kết quả hay hệ quả của nguyên nhân đó. 1. Lối sống ngồi nhiều. Ví dụ là ngồi hàng giờ xem TV, xem phim, ngồi 8 tiếng một ngày để làm việc. Hậu quả là chiếm mất nhiều thời gian cho các hoạt động vận động như đi bộ. 2. Thiếu hạ tầng. Ví dụ, đường không có làn riêng cho người đi bộ, vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi gửi xe hoặc bán hàng, đặc biệt là tại các đô thị lớn. Hậu quả là người ta không muốn đi bộ nữa. Vì muốn cũng không có chỗ tử tế mà đi. 3. Giao thông hiện đại. Ví dụ về tỷ lệ có phương tiện giao thông cá nhân gần như đạt 100%, ai cũng có xe máy, ô tô, hoặc nếu không thì sẽ chọn các phương tiện giao thông công cộng hoặc thuê xe. Hậu quả là ngày càng dựa dẫm, phụ thuộc vào các phương tiện giao thông hiện đại và không còn cần phải đi bộ nữa, kể cả đó là quãng đường ngắn. Trong phần thân bài 2, chúng ta triển khai 3 giải pháp. 1. Các chiến dịch giáo dục và nâng cao nhận thức. 2. Phát triển cơ sở hạ tầng. 3. Khuyến khích đi bộ. Chúng ta đưa ra các ý bổ sung như sau. 1. Các chiến dịch giáo dục và nâng cao nhận thức. Giải thích, nhấn mạnh lợi ích của việc đi bộ. Ví dụ là các chiến dịch, hội thảo trên mạng xã hội hoặc các thông báo đại chúng như dùng loa phát thanh tuyên truyền. 2. Phát triển cơ sở hạ tầng. Giải thích là việc đầu tư vào các môi trường thân thiện với người đi bộ, ví dụ như các vỉa hè, làn đường đi bộ, phố đi bộ, các khu dân cư có lối đi bộ. 3. Khuyến khích đi bộ. Giải thích là việc khuyến khích người đi làm đi bộ tới công ty, khuyến khích học sinh đi bộ tới trường học. Lợi ích của giải pháp này là kết hợp được các hoạt động thể chất vào thói quen hàng ngày và giảm sự phụ thuộc vào các phương tiện giao thông cá nhân và công cộng. Trong phần kết bài, chúng ta tóm tắt lại các ý đã triển khai trong phần thân bài, sau đó có thể có một phần kêu gọi hành động mạnh mẽ rằng các cá nhân, cộng đồng và các nhà làm luật phải ưu tiên và khuyến khích việc đi bộ để kết thúc bài. Các bạn hãy tham khảo, nghiên cứu kỹ dàn bài chi tiết ở trên và dành 30 phút để viết một bài luận hoàn chỉnh. Sau đó hãy tham khảo bài viết mẫu sau đây. Despite health experts regarding walking as the best exercise, there is a growing trend of reduced daily walking. This essay explores the causes behind this paradox and proposes solutions to encourage more walking.
various factors contribute to the decline in daily walking. Firstly, the prevalence of a sedentary lifestyle has increased, with individuals spending extended periods sitting during work or leisure. Consequently, physical activity levels have significantly decreased. For example, people nowadays often find themselves engrossed in screens for work, entertainment, or social media, resulting in minimal physical movement. Secondly, inadequate accessibility and infrastructure hinder walking. Insufficient walking paths, poorly maintained sidewalks, and unsafe pedestrian zones discourage individuals from incorporating walking into their routines, particularly in urban areas. Lastly, the convenience of modern transportation options and the rise in car ownership have reduced reliance on walking for commuting or short distances, with people opting for motorized alternatives like buses or trains. To address the decline in walking, several solutions can be implemented. Firstly, initiating awareness and education campaigns is crucial to highlight the benefits of walking and the importance of physical activity. Public service announcements, social media campaigns, and community workshops can enhance individuals' understanding of the health advantages associated with walking, motivating them to incorporate more walking into their daily lives. Secondly, investing in pedestrian-friendly environments is essential. Constructing more sidewalks, designated walking paths, and pedestrian-friendly neighborhoods not only encourage walking but also ensure the safety and convenience of pedestrians. This improved infrastructure promotes walking as a viable mode of transportation. Lastly, active commuting should be actively encouraged. Promoting alternative transportation modes that involve walking, such as walking or biking to work or school, integrates physical activity into daily routines and reduces reliance on motorized transport. Implementing bike-sharing programs, establishing bike lanes, and providing incentives for active commuting effectively encourage individuals to choose walking as their preferred mode of transportation. In conclusion, reduced daily walking stems from a sedentary lifestyle, lack of accessibility, and the prevalence of modern transportation options. By increasing awareness, improving infrastructure, and promoting active commuting, individuals, communities, and policymakers can prioritize and encourage walking as a beneficial and accessible form of exercise. Chúng ta cùng xem lại các câu in vàng đậm thể hiện các ý chính của bài viết nhé. Hy vọng với phần giải chi tiết với bài viết mẫu này đã giúp bạn hiểu rõ cách làm dạng đề nguyên nhân và giải pháp. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật những đề dự đoán IELTS Forex 2023 mới nhất cho đợt thi IELTS sắp tới nhé. Xin cảm ơn.